chưa livestream. Và hôm nay chúng ta cùng nhau xem livestream. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn một cái chủ đề là lãnh đạo có nghĩa là sao. Vì sao mà nói các bạn chủ đề này? Rất đơn giản thôi. Trong thời gian qua, mình có dịp gặp rất là nhiều bạn chủ doanh nghiệp nhỏ và luôn hỏi mình cái câu lãnh đạo là làm sao, và họ nhọc nhằn giữa cái việc lãnh đạo và quản lý. Họ không phân biệt địch, họ không phân biệt đâu được là lãnh đạo và đâu là quản lý. Một người quản lý thì họ cần những cái gì, một người lãnh đạo là cần những cái gì, và một người bình thường. Và nhiều người cứ nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái cuộc sống, phải ngồi trên một cái ghế, phải có chức danh, phải có danh phận đồ gì vậy thì chúng ta mới làm lãnh đạo được, còn không thì chúng ta không phải là lãnh đạo. Vậy tối hôm nay mình sẽ sẻ với các bạn cái từ lãnh đạo này nó đơn giản và nó đời thường lắm, nó vô cùng đời thường. Và cái chương trình livestream mới bắt đầu thì livestream tối hôm nay nó có hai phần. Phần thứ nhất là nói về lãnh đạo nghĩa là gì. Phần thứ hai mình cũng nói rằng là các bạn ứng dụng cái điều này vào trong việc xây dựng cái cuộc sống của mình nó ý nghĩa và nó tốt đẹp nó như thế nào. Và bất kỳ ai, các bạn nên nhớ, bất kỳ ai khi đang xem livestream này, bạn cũng có thể là trở thành một nhà lãnh đạo hết. Dù bạn là một người nhân viên, dù bạn có làm cái người đi bán vé số đi thì bạn cũng là một nhà lãnh đạo thôi. Nó là cái chủ đề hôm nay nó có hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai. Nó mất khoảng 30 phút hoặc hơn 30 phút của các bạn. Giữa phần thì mình có một chút xíu quảng cáo. Và để tiếp tục cái livestream này thì các bạn hãy giới thiệu về các bạn, những ai ở xa, ở cái khu vực nào các bạn hãy giới thiệu về các bạn đi. Cái thứ hai nữa là để cái livestream nó được lan tỏa và cũng như các bạn gieo hạt, mình gieo hạt đến các bạn gieo hạt đến những người khác, giúp nó lan tỏa đi, nó rộng ra hơn. Và ai đó mà xem được livestream này thì họ giúp thay đổi được cái tư duy thì bạn là người góp phần làm lên cái việc tuyệt vời này. Và ai ở khu vực nào, vùng miền nào thì các bạn hãy comment xuống, chúng ta chào nhau, chào bạn Nguyễn Mông. Và tiếp theo nữa là bạn nào lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn comment số 1 để mình biết, để sau khi xong livestream này thì mình kết nối với các bạn. Lúc này Facebook và YouTube, kể cả Facebook và YouTube, cái lượng lan tỏa nó bóp rất là nhiều, người ta bóp lại, nó là để lan tỏa ra thì chúng ta cần phải biết nhiều. Vâng, và bây giờ mình đi vào ngay chủ đề liền. Vậy thì mình gặp nhiều người có hỏi mình lãnh đạo nó là gì, thì thực sự mình nói là khi mà nói từ lãnh đạo thì nó có hai phần, một phần gọi là phần cứng và phần mềm. Phần cứng là bạn được công ty, bạn được nhà nước, bạn được tổ chức phong cho bạn một cái chức danh, trưởng phòng hay là giám đốc, những cái chức danh đó thì người ta được gọi là cái quyền đó là bạn có một cái quyền lãnh đạo. Lãnh cái quyền đó người ta gọi là cái quyền cứng. Cứng là do bạn ngồi cái ghế đó nên bạn còn cái quyền. Cứng đó là được pháp luật và thể chế công ty, thể chế của xã hội đó nói rằng cái người làm ở chức danh đó là cái người có khả năng và có quyền hành làm cái việc đó. Cái đó gọi là cứng. Và bạn dùng cái cứng đó để bạn làm việc, nhưng mà khi mà bạn không còn ngồi cái ghế đó nữa, nghĩa là bạn hết cái quyền lực đó. Cái đó người ta gọi là quyền lực cứng. Lãnh đạo cái thứ hai ở đây á là cái quyền lực mềm. Cái quyền lực mềm thì ai cũng có thể làm lãnh đạo được. Bạn Tùng Nguyễn, em muốn mua sách mình thì em cho cái số điện thoại cho mình, thì ngày mai các em nó sẽ giao sách đến nhà em trên khắp mọi miền đất nước. Em cứ inbox số điện thoại xuống hoặc inbox vào Facebook của mình. Vậy thì cái quyền lực mềm ở đây tối hôm nay mình nói tới cái quyền lực mềm đó là cái uy tín của bạn, cái kỷ luật của bạn, cái kiến thức của bạn. Em đã share về fan rồi, tuyệt vời, bạn VL, không biết là bạn tên gì nhưng mà nick name của bạn là VL, tuyệt vời. Bạn nói là bạn đã share về fan của bạn rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn. Chào bạn Lê Đức Khánh, bạn ở Định Quán, tuyệt vời. Các bạn xem livestream hãy giới thiệu mình ở đâu luôn để chúng ta cùng nhau biết.
Vậy thì cái quyền lực mềm, cái quyền lực mềm nó mới là sức mạnh. Nghĩa là khi bạn không còn ngồi cái ghế đó nữa, khi bạn đã về vườn rồi, người ta vẫn quý bạn, người ta vẫn trân trọng bạn, người ta vẫn yêu thương bạn. Cái đó là cái quyền lực mềm, cái đó chính là cái uy tín của bạn, cái kỷ luật của bạn. Cái gì? Cái mà bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. Bạn ảnh hưởng gì? Bạn ảnh hưởng bằng cái kinh nghiệm của bạn, bằng cái sự cho đi của bạn, bằng cái giá trị của bạn. Thì cái đó người ta được gọi là cái quyền lực mềm, lãnh đạo có quyền lực mềm. Vậy điều đó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa ở đây mình đang nói tới quyền lực mềm, mình không nói tới quyền lực cứng. Quyền lực cứng thì ai cũng biết rồi. Hồi nãy giờ mình nói cái khái niệm về quyền lực cứng thì ai cũng biết rồi. Là anh ngồi đó, anh được phong cái chức là anh là chủ tịch xã, anh là đại tá, anh đang có cái chức cái quyền đó thì anh còn, nhưng mà chừng khi anh về vườn thì anh hết. Cái đó là cái quyền lực cứng. Còn quyền lực mềm là nó sẽ theo bạn mãi theo thời gian. Chào bạn Đức Hội, các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào thì các bạn hãy comment xuống nhé. Và vậy thì cái quyền lực của một nhà lãnh đạo mà quyền lực mềm ở đây thì nó chả liên quan tới cái danh phận của bạn, nó cũng chả liên quan tới mức lương mà bạn đang lãnh, nó cũng chẳng liên quan tới cái ghế mà bạn đang ngồi, nó cũng chẳng liên quan tới cái bộ quần áo mà bạn đang mặc, ok chưa? Và cái quyền lực mềm ở đây, ok chưa? Cái quyền lực mềm ở đây là bạn có sẵn sàng giúp người khác không? Bạn có sẵn sàng chia sẻ cho người khác không? Bạn có sẵn sàng có những cái giá trị tuyệt vời, bạn có sẵn sàng có những cái giá trị tuyệt vời để chúng ta cùng gì cùng giúp đỡ cộng đồng và chia sẻ cái giá trị cho cộng đồng hay không, ok chưa? Nên là lãnh đạo ở đây cũng có nghĩa là cái trách nhiệm của chúng ta đối với bản thân, trách nhiệm của ta đối với gia đình của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta đối với những người bên cạnh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta đối với cái xã hội này. Bạn Lê Đức Khánh đến từ Vườn Quốc gia Nam Phát Tiên tuyệt vời. Các bạn hãy giới thiệu về họ tên của mình và cái khu vực mình sống giống như bạn Đức Khánh Lê đó. Rất là tuyệt vời. Thầy ơi, em có nhắn tin mua sách của thầy, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trả lời ok, em cứ em inbox cho mình thì em sẽ có được. Ý ở đây là dám gì, là dám nhận cái trách nhiệm về mình, dám như thế nào dám cho đi những cái giá trị mà mình đang có và giúp cho mọi thứ xung quanh nó tốt đẹp hơn. Tức là cái quyền lực mềm ở đây nó không dựa trên cái quyền y mà bạn có, nó không dựa trên cái ghế mà bạn đang ngồi, nó không dựa trên cái văn bản mà bạn được ký. Cái này người ta được gọi là cái quyền lực mềm. Cái quyền lực mềm lãnh đạo ở đây bạn được hiểu đó là cái uy tín của bạn đối với những người xung quanh. Các bạn nên vậy, các bạn nên như vậy, các bạn nên hiểu vậy. Vậy thì bạn hãy luôn xây dựng cho mình một cái quyền lực mềm. Bạn hãy luôn xây dựng cho mình một cái quyền lực mềm. Cái quyền lực mềm ở xung quanh mình. Và nếu vậy thì ai cũng là người làm lãnh đạo được hết. Chào bạn Trần Duy ở Kiên Giang tuyệt vời, chào bạn Thấm ở Ninh Thuận. Đó, các bạn thấy không? Các bạn giới thiệu như bạn Trần Duy, bạn Nguyễn Thấm rồi đó, nên là mọi người ai cũng biết hết. Các bạn ở đâu hết để chúng ta cùng biết. Mình ví dụ ha. Mình ví dụ với các bạn ha. Nó là cái quyền lực mềm nó rất là quan trọng. Mà các bạn thấy mà có những người chính xung quanh của các bạn, bạn sống bạn cũng thấy á, chỉ có những người xe ôm, có những người xe ôm mà họ rất là uy tín và bạn rất là quý trọng họ, đúng không? Vậy là cái người xe ôm đó họ đã có một cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn rồi. Đó. Hoặc là mình ví dụ một cái câu chuyện nó như vậy. Mình có một cái thẻ visa, mình có một cái thẻ visa và cái ngân hàng á, cái mình có ép trên một cái trang web của nước ngoài và mình không dùng dịch vụ của họ nữa, mà cứ tới tháng là họ chạc và họ chạc mình liên tục 5-6 tháng rồi. Thì hôm đó mình cảm giác không được, ok bạn lực bùi, và mình mới qua một cái ngân hàng, một cái chi nhánh khác của cái ngân hàng đó được gọi là cái ngân hàng ACB luôn, và cái chi nhánh đó không có hỗ trợ mình,
không có giúp mình các bạn, không có giúp. Mình nói là giúp cho mình gửi một cái văn bản là đòi lại phía bên kia và nói là bên kia mình không có dùng nữa, mà bên này họ không có giúp, họ không có làm. Họ nói là đi về nơi cái chi nhánh mà mình tạo ra đó, nhưng mà thực sự là hồi kia mình làm cái thẻ đó ở ở mãi ở bên quận 10 lắm, nhưng mà bây giờ mình đang ở bên quận Bình Thạnh, mà cái thời đó mình đang ở quận Bình Thạnh rồi, mình đâu có thể qua bên quận 10 để mà làm cái việc đó được. Và cái cô nhân viên đó gần như là không có muốn làm, không có muốn giúp mình. Và mình giải thích điều này điều kia mà cô không có, rồi cuối cùng là cô cũng nói một lý do đó. Và thế là mình đi ra, mình đi về và mình ghé vào một cái chi nhánh ICB khác. Và tự nhiên có cái cô nhân viên đó, cô ra cô tiếp mình và mình nói cái trường hợp của mình nói như vậy, thì tự nhiên cái cô nhân viên đó cô làm mọi thứ, cô làm mọi thứ, cô giúp mình, cô chủ động, cô liên hệ với chi nhánh bên kia, cô hỏi cái thông tin, và cô nói mình ngồi chờ và bắt đầu cô giải quyết từng bước từng bước từng bước. Rất là tuyệt vời. Và các bạn thấy khác biệt giữa hai người nhân viên mà cũng cùng một cái hàng, cũng hai người nhân viên hết, nhưng mà cái người nhân viên A ở cái chi nhánh đầu tiên á là muốn thoái thác, muốn tránh đi cái trách nhiệm của mình. Các bạn nhận ra điều này là chưa, muốn thoái thác, muốn tránh đi cái trách nhiệm của mình, muốn cái việc đó đẩy về cho người khác làm. Nhưng mà cũng cái người nhân viên B ở một cái chi nhánh B thì cô ta nó như thế nào? Cô ta sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, và cô ta chỉ nghĩ duy nhất là chúng ta phục vụ cho khách hàng mình, cô ta giải quyết tốt cho cái khách hàng của mình. Cô ta đâu phải là người chủ đâu, cô ta cũng đâu phải là cái người lãnh đạo của cái chi nhánh đó đâu, cô ta không phải là cái người tạo ra cái ngân hàng ICB đó, không phải là người chủ, cô ta chỉ là một người nhân viên, chỉ là làm ăn lãnh lương hàng ngày và mỗi ngày bình thường thôi. Nhưng tại sao cô ta làm đó? Vì cô ta muốn mang giá trị cho khách hàng. Cô ta biết rằng trách nhiệm của cô ta là một người phải làm cái việc đó. Ok chưa? Nó là mình muốn nói với các bạn rằng hầu hết tất cả mọi người đều muốn cuộc sống của mình tốt, nhưng họ thấy trở ngại là họ tránh, họ thấy trở ngại là họ tránh. Bạn có nhận ra cái gì trong cái bài học vừa rồi không ạ? Chào bạn Nguyễn Đình Hùng. Chào bạn Hùng ở quận 2. Bạn có thấy bài học gì qua cái câu chuyện vừa rồi mà? Họ muốn thành công, họ muốn phát triển, họ muốn người khác nể mình. Chào bạn Phạm Hùng. Họ muốn gây uy tín cho người khác, họ muốn nhiều người khen mình. Tuy nhiên họ lại không dám làm và họ lại không dám phục vụ. Họ không có một cái ảnh hưởng gì đến người khác hết, thậm chí họ còn làm phiền người khác nữa. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Họ suy nghĩ một cách nó hơi nhỏ một chút xíu. Các bạn hình dung chưa? Tức là họ không xem, họ không đặt vai trò của họ vào vai trò của vị trí khách hàng. Họ không nghĩ rằng, cái lương mà hàng tháng họ nhận đó, cái ghế mà họ đang ngồi đó là hàng ngày chính là có những người khách hàng đóng góp tiền và tài chính cho họ. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Họ không biết rằng khách hàng là cái người đã đưa tiền cho họ rất là nhiều, chính khách hàng tạo ra công ăn việc làm cho họ. Họ chỉ biết rằng công ty giao cho họ vị trí đó và họ ngồi thôi, và tới tháng họ lãnh lương. Họ chỉ biết họ được thôi. Vậy thì cái câu chuyện ở đây nó là gì? Cái câu chuyện ở đây nó là gì các bạn nhỉ? Vừa rồi cái câu chuyện mình kể ra các bạn có thấm ra được cái điều gì mà? Và mình nhận ra rất là nhiều. Mình lại có một cái câu chuyện về ở cái ngân hàng khác nữa. Một cái câu chuyện ở ngân hàng khác nữa. Hôm đó mình cách đây cũng lâu rồi, hôm đó mình ra một cái ngân hàng đó và mình rút tiền và có lấy số đàng hoàng, có số má rất là đàng hoàng, và mình ngồi mình chờ và mình ngồi mình chờ và mình thấy có những người ở ngoài kia họ đi chen ngang vào, và mình và thêm vài người nữa ngồi chờ, cứ người tự nhiên họ ra kia họ chen ngang vào, và mình chờ đâu được khoảng gần một tiếng mà sao rất là kỳ lạ.
cứ có những người ở ngoài kia cứ chen ngang và họ vào họ làm, và chừng cuối cùng mình mới hỏi thì họ nói cái khách đó là khách VIP. Vậy thì mình mới trao đổi rằng là ủa, cái khách VIP thì họ phải làm ở một cái line riêng chứ, tại sao họ làm chung ở những cái line này, và cái người tới trước thì cứ ngồi chờ. Họ nói là tại sao mình phải nâng hạng lên để làm khách VIP đi thì mình sẽ được làm nó như vậy. Ồ, và hồi giờ mình cũng chưa nghe điều kiện khách VIP nó là cái gì. Vậy thì mình nói thì vậy thì đừng có lấy số. Cái lấy số bắt ngồi chờ nghĩa là sao? Và tất cả những người nhân viên ngồi đó họ cứ họ dưng dưng vậy các bạn. Và mình rất là cảm ơn có một cái cô nhân viên chăm sóc khách hàng, cổ đi bên ngoài vào và cổ thấy mình đang nói, mình trao đổi với những người nhân viên đó. Thì cổ mời mình ra và cổ trao đổi với mình kỹ hơn. Và cổ kêu là ở cái hàng em có cái dạng nó như vậy đó. Và cổ mới nói rằng là để cổ xem lại mình, cổ nói là mình là thuộc tiêu chuẩn khách VIP. Nhưng mà hồi giờ thì không có ai chăm sóc mình. Mình nói mình cũng chả cần khách VIP gì, mình muốn cái sự công bằng thôi. Mình không cần VIP hay không VIP đó. Mình muốn ai vào trước thì phục vụ trước, ai vào sau thì phục vụ sau. Còn bên ngân hàng bạn mà có cái khách VIP á, thì bạn hãy tách một cái line riêng. Ông là VIP thì đi qua đó, giống như vé máy bay vậy các bạn, hiểu chưa? Còn người nào bình thường thì họ đi này, mình cũng chả quan tâm cái VIP hay không VIP. Mình muốn là cứ thứ tự, người tới trước thì phục vụ trước, người tới sau thì phục vụ sau. Còn ông nào muốn VIP hơn thì đi qua cái line kia. Chứ tại sao VIP hay cứ phục vụ chung rồi cứ đẩy ông kia ra sau? Các bạn có nhận ra điều này mà. Nhưng mà tất cả những người nhân viên kia họ đều dựng chân hết, chỉ có một chút cái xíu cái cô bé chăm sóc khách hàng đó cũng biết ngồi nói chuyện của giải thích với mình, của ABC với mình. Còn tất cả những người nhân viên lại là kêu tại ngân hàng nó vậy, tại ngân hàng nó vậy. Ok chưa? Vậy thì cái vấn đề ở đây nó là gì? Ok chưa? Vấn đề ở đây là chúng ta triển khai một cái dịch vụ gì, chúng ta cần cũng phải biết tính toán. Và chúng ta cần phải biết rằng là dù khách người ta VIP hay không VIP, người ta vẫn cứ trả tiền cho mình thì người ta cũng phải được hưởng những cái dịch vụ rất là đàng hoàng. Và mình qua hai câu chuyện đó mình đánh giá gì? Mình đánh giá cái cô nhân viên ở khách hàng của cái ngân hàng mà cái câu chuyện đầu mình kể, cái cô nhân viên ở cái chi nhánh ngân hàng thứ hai á, và cái cô nhân viên cái câu chuyện thứ hai á cũng ở cái ngân hàng mà mình kể, đó là hai cô đó có gì? Có một cái tinh thần lãnh đạo rất là tuyệt vời. Bởi vì cô đặt cái giá trị khách hàng, cô biết đặt cái giá trị khách hàng ở trên hết. Đồng ý là mình, các bạn nên nhớ rằng những cô đó hoàn toàn không có một cái chức danh gì ở trong văn phòng ngoài cái chữ nhân viên thôi. Nhưng mà cô đã làm được cái việc đó, nó rất là tuyệt vời. Vậy thì ở đây một cái câu hỏi đặt ra đối với các bạn rằng là ở vị trí nhân viên như các bạn, ở vị trí cuộc sống như các bạn, thì các bạn có được cái gì ạ? Các bạn có được cái vị trí lãnh đạo như vậy không ạ? Có. Lãnh đạo trước tiên là chúng ta lãnh đạo chính cái bản thân mình. Chúng ta lãnh đạo chính cái bản thân mình nó như thế nào ạ? Lãnh đạo chính bản thân mình nó như thế nào ạ? Lãnh đạo chính cái bản thân mình là lãnh đạo được giờ giấc nè, lãnh đạo được cái uy tín của mình nè, lãnh đạo được cái gì ạ? Cái kỷ luật của mình nè. Lãnh đạo là bước đầu tiên của lãnh đạo là chúng ta phải kiểm soát được con người của chúng ta mà. Mình có một cái bạn gọi là cái bạn học viên của mình. Mình có một cái bạn, bạn rất là hiền lành, bạn rất là chăm chỉ. Tuy nhiên bạn như thế nào bạn luôn không đạt được kết quả. Và trong một thời gian mình làm việc với bạn rất là dài thì mình mới phát hiện ra rằng là bạn luôn đề lên mục tiêu, nhưng mà bạn luôn có những lý do nó rất là hợp lý. Chào bạn May rằng bạn luôn có những lý do nó rất là hợp lý để bạn không đạt được mục tiêu. Và thế là bạn đi rất là chậm. Chừng cuối cùng xem lại thì nó như thế nào? Thì mình bắt bạn làm cái lịch làm việc thì gần như cái lịch làm việc của bạn, cứ mỗi lần bạn tới gặp mình là gần như chưa bữa nào bạn tuân thủ đúng đó. Thậm chí mình bắt bạn phạt, bạn tự ghi ra rồi bạn tự cam kết luôn. Bạn nói là lần sau mà bạn không đạt là bạn sẽ đắt 100 cái. Nhưng mà đúng y như trang rằng lần sau bạn tới bạn chấp nhận bạn hít đắt 100 cái. Và mình bắt bạn ghi cam kết vào, và lần sau nữa nếu mà không đạt
thì bạn chịu cái hình phạt gì, bạn nói là 100 cái tiếp. Và mình không đồng ý, mình kêu là lần sau phải nặng hơn, là mình nói 150 cái. Các bạn chưa? Nhưng có những người họ cứ liên tục, họ như thế nào à? Họ tha bị phạt à, họ tha bị những cái cực khổ, họ tha để cái cuộc sống nó không có thành công, họ tha để gì à, để mọi thứ trì trệ mỗi ngày, họ sẵn sàng chịu phạt nhưng họ không sẵn sàng lãnh đạo đúng được cái chính cái cuộc sống của họ. Nó là nếu mà bạn muốn lên làm lãnh đạo cao hơn, bạn muốn lên làm lãnh đạo tuyệt vời hơn, mà chính cái việc lãnh đạo hàng ngày của chính cái cuộc sống cá nhân của bạn, của chính cái công việc của bạn mà các bạn còn làm không được, thì làm sao mà chúng ta trở nên một người lãnh đạo được? Bởi vì lãnh đạo là làm việc với con người mà à, lãnh đạo là chúng ta làm việc với con người à. Chào bạn Bình Yên à, các bạn nhận ra điều này mà à, nó là ở đây đừng có nói rằng là khi chúng ta lớn lên rồi à, chúng ta có một chức danh thì chúng ta mới làm lãnh đạo. Nó không phải vậy. Hồi nãy mình phân tích cái đó là gì? Cái đó là chỉ là quyền lực cứng thôi à. Quyền lực mềm ở đây là ai cũng có khả năng lãnh đạo chính mình và ai cũng có khả năng gây dựng cái uy tín lên người khác hết. Vậy vừa rồi những cái chia sẻ của mình các bạn có học được gì không à? À, chào bạn Mai Rân à, bạn hóng cho mình là bạn nói là vừa rồi thầy Hiếu à, các bạn biết là thầy Dương Trung Hiếu à, là một trong những cái à, chuyên gia về YouTube à, hàng đầu, hiện tại đang sống ở Mỹ. Thì hồi nãy mình có nghe bạn Mai Răng, bạn Mai Răng có ở trên kênh Facebook á à, bạn Mai Răng là cái người quản lý học viện kinh doanh online của thầy Hiếu á à, à, học viện kiếm tiền online có tên là MMO à, có à, chia sẻ cái, về cái câu chuyện của mình ở trên cái kênh YouTube của thầy Hiếu à, mình thì à, mình chưa có dịp à, gặp trực tiếp tới thầy Hiếu mà thông qua à, bạn Phạm Quốc Lâm của bên bác sĩ nhà đất à, bác sĩ nhà đất thì mình được biết thầy Hiếu, thầy Dương Trung Hiếu chuyên về kênh YouTube rất là tuyệt vời. Thì mình cũng có trả lời với bạn Mai Đăng là hy vọng một ngày mình nè bữa mình có trao đổi với bạn Phạm Quốc Lâm rồi là mình với bạn Phạm Quốc Lâm với thầy Dương Trung Hiếu à, cùng ra một cái quyển sách à, mình thì chia sẻ về kinh doanh, bạn Phạm Quốc Lâm sẽ chia sẻ về bất động sản và thầy Dương Trung Hiếu sẽ chia sẻ những cái bí quyết à, ở trong cái quyển về YouTube ở trong cái quyển sách đó. Và mình hy vọng là cái quyển sách đó nó sẽ ra đời và nó sẽ phục vụ cho độc giả Việt Nam và độc giả khắp thế giới này. Thì chắc chắn là quyển sách đó nó sẽ chuyển sang phiên bản tiếng Anh à, và những cái phiên bản khác nữa à, và à, mình cũng mong là à, các bạn à, sẽ cái, mình nghĩ là cái ý tưởng này nó sẽ trở thành hiện thực và nó sẽ rất là tuyệt vời à, à, rất rất là tuyệt vời. Mình nghĩ là cái ý tưởng này nó rất là tuyệt vời à, và bây giờ mình dừng lại một chút xíu để mình quảng cáo một chút xíu ha à, hồi nãy giờ mình chưa nói về mình. Một số bạn biết mình tên là Nguyễn Thế Duy, hiện tại mình 43 tuổi và mình sống tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh à, mình là người sáng lập ra vườn ươm doanh nhân Bitrining. Mình để hơi ngược một chút xíu các bạn ha à, tại vì mình đang livestream trên hai kênh lận nên mình không thể quay máy lạ là được. Và Bitrining vườn ươm doanh nhân thì cái vườn ươm doanh nhân này mình thành lập nó năm 2009, cho tới giờ nó đã được 9 năm rồi à, và mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái cách làm chủ và khởi nghiệp một cái doanh nghiệp. Cái giọng mình nói nó không có được rõ và thậm chí những lúc mình mà hơi dừng lại, bởi vì mình là người nói cà lâm, mình nói lắp từ nhỏ và bây giờ mình nói hoài nên mình đỡ, nhưng mà nó vẫn không ngọt, nhưng mà các bạn cũng cứ thông cảm. Cái khóa học nổi tiếng của mình là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp và cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu à, à cách à, à, và mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Cái quyển sách thứ nhất mình muốn giới thiệu với các bạn là quyển Vượt Biển Lớn à, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu à, và bạn nào muốn ra kinh doanh thì muốn ra khởi nghiệp và bạn không có tiền thì bạn nên mua cái quyển sách này về đọc. Cái quyển sách thứ hai của mình đó là quyển à, Mỗi Ngày Một Chút Thôi à, mình chia sẻ với các bạn 101 bài học trong cuộc sống và trên con đường làm kinh doanh. Ở trong cái quyển sách này mỗi trang là đều là những cái bài học rất là tuyệt vời.
Cái quyển sách thứ ba của mình là cái quyển bán hàng online ngay. Cái quyển này thì chuẩn bị về thôi, chuẩn bị về cái văn phòng. Cái này là cái bản mẫu được duyệt xong rồi. À, bây giờ nó có duy nhất một cái quyển, quyển này, cái quyển kia thì sắp tới về, khoảng nửa tháng nữa về. Quyển sách thứ tư của mình là quyển Beyond the Way, cái quyển này bằng tiếng Anh. Cái quyển này hoàn toàn bằng tiếng Anh. À, vậy thì ngay bây giờ ở trên cái kênh YouTube này, cái kênh livestream Facebook này, mà bạn nào mà comment xuống mua hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Hai quyển sách này là 210.000 sẽ gửi đến ship tới nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Nó là đúng cái giá bìa luôn đó. Và bạn nào đọc hai cái quyển sách này thì các bạn được ép vào trong cái group. Trong một cái group, cái group đó là những người đọc sách này mới được ép vào trong cái group đó. Và các bạn hỏi những câu hỏi về kinh doanh thì mình sẽ chia sẻ bạn ở trong trong đó, và các bạn có dịp kết nối cả ngàn người từ khắp mọi miền đất nước ở trong cái group đó. Và tiếp theo nữa là mà gần đến Tết rồi, và mình có chia sẻ các bạn là chiến lược kinh doanh ngày Tết ở trong một cái group, cũng ở trong một cái group luôn. Và cái lớp học này dĩ nhiên là có học phí rồi. Mình sẽ chia sẻ bạn ban đêm, buổi tối này mình nó mất hết khoảng từ 4 đến 5 buổi tối, khoảng vài tiếng đồng hồ, mình chia sẻ bạn cái cách thức làm từng bước từng bước từng bước từng bước để làm sao bạn có được cái tư duy góc nhìn, và bạn sẽ có cả vài trăm đơn hàng. Có những người trong vòng mấy ngày Tết thôi họ kiếm 50 triệu, có người kiếm 100 triệu cái tiền lãi á, để họ kinh doanh Tết. Vì ngày Tết là cái dịp tuyệt vời để chúng ta bán hàng và bán những sản phẩm rất là đặc biệt của ngày Tết. Thì các bạn nào quan tâm thì các bạn comment xuống, và các bạn nào mà trước khi học cái lớp này thì các bạn nên đọc hai cái khóa học của hai quyển sách của mình, để các bạn dễ cảm nhận hơn, dễ hiểu hơn, để các bạn triển khai cái chiến lược tốt hơn. Thì bạn cứ comment xuống, và những người khác sẽ ép các bạn vào trong một cái group. Và khi bạn hoàn tất học phí rồi thì sẽ được đào tạo chung trong vòng 5 đến 6 buổi từng bước để các bạn làm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cuối tuần này, ngày mai mình có cái lớp học là kinh doanh và khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí tại trung tâm của Bi ở trong 199 Điện Biên Phủ. Bạn nào mà quan tâm lớp học này thì chúng ta đến và chúng ta học. Ok, vài phút quảng cáo hết, bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Chúng ta lại đi tiếp cái phần xoay. Vậy thì khi chúng ta đã hiểu được cái vai trò lãnh đạo rồi, lãnh đạo ở đây nó không phải là các bạn có quyền lực, bạn phải có ghế hay là bạn phải có cái gì đó. Mai vợ em đi tham gia, ok, bạn Nguyễn Đình Hùng tuyệt vời, bà xã em tham gia thì sẽ ủng hộ em rất là nhiều. Ok, bạn Dương Phụng, em comment cho mình cái số điện thoại nha. Vậy một cái câu hỏi đặt ra, một câu hỏi đặt ra là bạn làm gì để giúp cho thế giới của chúng ta? Thứ nhất là giúp cho gia đình của chúng ta, thứ hai là giúp cho cuộc sống của bạn, và thứ ba giúp cho công ty của bạn, thứ tư là giúp cho xã hội của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Mình đọc lại cái câu hỏi này: bạn làm gì để giúp cho, một, cái cuộc sống của bạn mỗi ngày mỗi tốt hơn, cái thứ hai gia đình của bạn mỗi ngày mỗi tuyệt vời hơn, thứ ba giúp cho công ty của bạn mỗi ngày mỗi phát triển hơn, và thứ tư, ok chưa, giúp cho gì à, giúp cho xã hội mỗi ngày mỗi tốt hơn. Ok, vậy thì chúng ta phải nhìn thấy được. Chào bạn Yến Tuyết, tuyệt vời. Các bạn giới thiệu về các bạn đi để mình biết, và bạn nào chưa chia sẻ cái kênh livestream này về thì các bạn nhớ chia sẻ kênh livestream này về nhà các bạn đi các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ khóa học chiến lược kinh doanh ngày Tết chưa triển khai, chuẩn bị triển khai nhé bạn Toàn. Và mình triển khai tới 2-3 lần nữa là cứ đăng ký đi rồi sẽ được học thôi. Vậy thì bạn làm gì để cho những cái điều đó tốt đẹp hơn? Bạn làm gì ạ? Bạn làm gì? Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra rằng là mình gặp nhiều bạn cứ xem như mình là nạn nhân. Nếu mà cuộc sống bạn không tốt đẹp, bạn nghĩ đó là do gia đình bạn, bạn kết tội là do nhà trường, bạn kết tội cho nhà trường, bạn kết tội cho xã hội, bạn kết tội cho gia đình mình, bạn kết tội cho ba mẹ mình, bạn kết tội rất là nhiều thứ, ok chưa? Và bạn xem như là bạn là nạn nhân của một cái sản phẩm đó vậy, đồng ý. Nếu mà chúng ta không biết cách thì chính những cái việc gì à, những cái việc môi trường xung quanh đó
cũng sẽ tác động lên một phần của các bạn. Bản thân mình thì mình cũng sống ở một cái nông thôn nghèo ở Nghĩa Phú hồi xưa. Các bạn biết hồi xưa ở Nghĩa Phú mình đó, cả một cái nông thôn đó chỉ có được vài gì à, vài cái nhà là nhà xây thôi, còn là toàn là nhà tranh không à, rồi một vài nhà có cái chiếc xe máy thôi, còn lại là chiếc xe đạp có gia đình còn không có à, các bạn nên nhớ vậy. Thế mà sao ạ? Thế mà đối với bản thân mình á thì mình luôn nghĩ bằng cái cách nào đó, bằng cách nào đó mình phát triển, bằng cách nào đó trong chính nội lực của mình, bằng cách nào đó à, trong cái khả năng của mình, mình phải làm cho chính cái cuộc sống mình nó tốt hơn. Và rất là kỳ diệu các bạn, từ khi mình rời cái làng quê nghèo này và mình vào thành phố Hồ Chí Minh, và ngày đêm mình miệt mài mình làm, và cho tới ngày hôm nay các bạn thấy những bạn có dịp tới nhà mình chơi rồi, mình là người rất là thân thiện và mình mời rất là nhiều những bạn tham gia các cái chương trình của mình đến nhà mình chơi, cũng như cái phòng đây này mình đang live stream ở cái phòng làm việc của mình ở nhà mình, ở trong nhà mình hồi giờ mình ở cái nhà ở chỗ nào cũng vậy, mình luôn ưu tiên một cái phòng. Cái phòng đó là một cái phòng rất là đặc biệt, là cái phòng đó là cái phòng làm việc của mình. Mình luôn xây dựng ngay một cái phòng làm việc ở tại nhà mình, và trong cái phòng làm việc của nhà mình là mình luôn trang trí đầy đủ tất cả mọi mình biến cái phòng làm việc này nó đẹp lên à, nó càng ngày nó càng đẹp lên. Ok bạn Lê Quang Tuấn à, à, bạn Lê Quang Hứng, ok giờ muốn khởi nghiệp mà đau đầu quá. Khởi nghiệp mà có gì đau đầu em, khởi nghiệp là cái cách chúng ta đi từng bước thôi, không có gì phải đau đầu hết à, và mình biến cái phòng nhà mình đẹp, bởi vì mình biết cái phòng này nó rất là quan trọng. Vì sao nó quan trọng? Bởi vì cái nơi này nó giúp cho mình gì à? Nó giúp cho mình học tập được, nó giúp cho mình phát triển được cái tài năng của mình, nó giúp cho mình phát triển cái trí tuệ của mình. Và trong phòng này là ưu tiên cho gì à? Trang bị toàn bộ những cái công cụ để chúng ta làm việc à, và chuẩn bị gì? Chuẩn bị những cái quyển sách của mình à, chuẩn bị những cái quyển sách của mình, những tài liệu của mình, những cái gì mình góp nhặt mình học được để mình, và cũng từ chính cái phòng này mình đã ra được những cái quyển sách, cũng từ chính cái phòng này mình có những cái buổi live stream cho các bạn. Các bạn hình như chưa? Tức là chúng ta phải luôn suy nghĩ mọi cách để chúng ta phát huy được cái khả năng của mình. Mà muốn phát huy khả năng của mình không còn cách gì khác là chúng ta phải học. Thiếu kiến thức làm sao chúng ta làm việc được à, chúng ta không học làm sao cái đầu chúng ta nó sáng suốt để chúng ta làm việc được. Nên là chúng ta hãy suy nghĩ một cách nào đó để chúng ta phát huy cái tài năng của mình à, phát huy cái tài năng. Và mẹ Teresa nói một câu rất là hay à, mỗi người chúng ta đều cố gắng quét sạch trước cửa nhà mình thì cả thế giới này đều sạch. Ở dưới đây mình muốn nói là mỗi người chúng ta đều cố gắng nỗ lực cái tài năng của mình thì xã hội này sẽ vững bền, sẽ đẹp, ok chưa? Sẽ tốt đẹp ra. Vậy bạn đã làm gì? Ok chưa? Bạn đã làm gì để góp sức à, ok chưa? Để góp sức để giúp cho cái cuộc sống của bạn nó tốt hơn. À, ok chưa? Và bạn có tin rằng à, bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn không? Bạn có tin rằng bạn từ một người bình thường bạn vẫn có những cái khả năng đóng góp xuất sắc không? À, và nếu mà bạn tin điều đó là bạn sẽ làm. Cái bước đầu tiên làm là bạn phải ham học hỏi. Cái đầu chúng ta phải mở ra, chúng ta phải tư duy ra, chúng ta đừng cứ giam cầm mình. Thầy ơi, thầy đăng ký cho em có học vào ngày mai nghe thầy. Ok, bạn Trần Việt, ngày mai là em phải đi học nha. À, biết em rất là lâu rồi mà em vẫn chưa đi học. À, ok chưa? Nếu mà bạn nghĩ rằng bạn vô dụng thì bạn sẽ vô dụng. Nếu mà bạn nghĩ rằng bạn ngu thì bạn sẽ ngu. Bạn nghĩ rằng là bạn không bằng người khác thì bạn cũng sẽ không bằng người khác. Bởi vì bạn luôn trở thành chính những gì bạn nghĩ. Còn nếu mà bạn nghĩ rằng bạn tuyệt vời thì bạn sẽ tìm cách để bạn trở nên bạn tuyệt vời. Bạn nghĩ rằng bạn thông minh thì bạn sẽ tìm mọi cách để bạn thông minh. Bạn nghĩ rằng là bạn giỏi giang thì bạn sẽ tìm mọi cách để bạn giỏi giang lên. Bạn nghĩ rằng là bạn sẽ trở thành một người chủ doanh nghiệp thì bạn sẽ nghĩ mọi cách để bạn trở thành người chủ doanh nghiệp. Bạn có đồng ý ra điều này không ạ?
Và bạn nghĩ rằng bạn là một cái con người to bé đó, bạn nghĩ là bạn là một cái con người bự, thiệt bự đó, và bạn nghĩ rằng là bạn vô dụng. Thì mình nói với các bạn một cái con kiến nhỏ xíu kia này, một cái con kiến nhỏ xíu kia này, nó cũng có sức mạnh, nó làm cho bạn mệt nghỉ với nó đó. Chứ đừng nói là bạn là người to, bạn không tin đi. Nếu mà bạn không tin, bạn thấy cái con kiến đang bò, bạn để cái chân bạn vô đó đi, hoặc bạn để cái tay vô đó đi, một cái con kiến nhỏ xíu nó bụp bạn một cái là bạn thấy bạn đau liền đúng không? Vậy cái con kiến nhỏ xíu đó mà nó còn ảnh hưởng được đến bạn, bạn có biết con mũi không? Con mũi nó cứ ti ti không? Bạn không tin bạn ngủ đi, bạn ngủ cái chỗ có mũi đi, à con mũi nó sẽ bụp bạn liền. Một cái con mũi đó nó còn ảnh hưởng đến được cái cuộc đời bạn mà. Vậy thì bạn là một con người rất là to bự như vậy mà bạn kêu là bạn không ảnh hưởng đến ai được, rồi bạn cứ ngồi bạn trù dập cái cuộc đời bạn thì làm sao mày chấp nhận được? Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Cảm ơn bạn Trần Hoàng Dũng. Ý ở đây mình muốn chia sẻ với bạn một điều rằng là mỗi con người chúng ta ai cũng có một cái nội lực, và ai trù dập cuộc đời bạn là chỉ có bạn thôi, hoặc là bạn cho phép người khác trù dập cái cuộc đời bạn thôi. Mình muốn nói ở đây nó là như vậy đó. Hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn có học được những cái điều ý nghĩa không? Chào bạn Đỗ Thu Huyền, Hiền Văn Spa. Các bạn comment xuống đi, các bạn comment xuống để mình thấy. Mình thấy các bạn comment nhiều cái mình vui. Mình vui lắm, mà các bạn biết mình vui là mình chia sẻ lửa lắm. Mình chia sẻ rất là máu lửa. Còn các bạn cứ xem, các bạn không comment thì tự nhiên mình cảm giác nó là hãy như thế nào chào bạn Thu Lê, hãy như thế nào hãy tập trung vào chính cái cuộc sống của mình, hãy tìm mọi cách khai thác cái năng lực của mình tuyệt vời lên, đừng có đổ tội, đừng có ở một cái tâm trạng là một người bất lực, đừng có ở tâm trạng là một người làm cho mình rất là dở hơi, đừng có ở một cái tâm trạng là dành cho là làm mình là người không có năng lực, mình là một người nghèo đó. Tức là bạn cứ tự sinh ra rồi bạn suy nghĩ rồi bạn trù dập cuộc đời của mình. Chào bạn The World bên kênh YouTube. Nên mình không còn cái cách gì khác, mình mong muốn các bạn hãy tự tin vào chính cuộc đời mình và hãy lên từng bước làm. Nếu mà bạn nào muốn ra kinh doanh thì các bạn hãy follow theo cái kênh của mình, các bạn hãy đọc những quyển sách của mình, các bạn hãy đến những cái lớp của mình thì các bạn ra làm kinh doanh thôi. Cứ đi từng bước một, có gì đâu mà vội vã, mà có cái gì đâu mà cứ nói mình làm không được. Cứ có con đường nào chúng ta phải đi vào con đường đó. Chào bạn Tiến Trần. Nó là đừng có tự mà trù dập cuộc đời của mình nữa. Nghĩa là ở đây nghĩa là gì? Cho dù bạn là ai, cho dù bạn là ai, cho dù bạn đang là sinh viên, cho dù là bạn là người không có tiền, cho dù bạn là người ở nông thôn, cho dù bạn đang là người ở thành thị, cho dù bạn như thế nào cho dù bạn là người đang là công nhân, bạn đang là nhân viên, bạn đang là thất bại, thì bạn vẫn luôn có khả năng chiến thắng và bạn vẫn luôn có khả năng làm chủ doanh nghiệp nếu ngay bây giờ bạn bỏ những cái việc đó kia qua hết và bạn bắt đầu. Ý ở đây mình muốn nói mọi thứ nó bắt nguồn từ chính bạn, chứ không phải mọi thứ nó bắt nguồn từ bên ngoài. Bên ngoài nó ảnh hưởng nó ít lắm. Tất cả cái sự thành công nó bắt nguồn từ chính cái con người của bạn á. Nó bắt đầu từ ý chí và cái khát khao của bạn á. Các bạn thấy không? Ông Vũ Trung Nguyên là hồi xưa cà phê Trung Nguyên đó, hồi xưa là ông ở một cái nơi rất là xa ở trên Đắk Lắk, nhưng bây giờ ông rất là thành công. Các bạn thấy cầu thủ Công Phượng không? Hồi kia là một cái người nhỏ sinh ra ở một vùng đất xa xôi ở ngoài Nghệ An, rồi được gì được ông Bảo Đức ông về, ông đào tạo rất là bài bản, và thế là bây giờ bạn rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Không quan trọng là bạn xuất phát ở đâu. Cái quan trọng ở đây là bạn cứ muốn bạn là nơi khởi nguồn, bạn là cái giá đỡ cho chính cái động lực thành công của mình không? Và muốn thành công thì không còn cách gì khác, phải học. Không học không làm được. Và bây giờ nếu mà bạn nói là muốn rồi, bạn comment xuống bạn nói bạn muốn rồi. Nếu mà bạn comment xuống bạn nói bạn muốn rồi, bạn comment xuống bạn nói là tôi muốn.
Vậy thì bạn phải làm những cái việc gì? Bạn điều gì khát khao và sẵn sàng trả giá? Ok, bạn ghi xuống điều gì? Điều gì? Ok, bạn ở Hà Tĩnh, rất là tuyệt vời. Vậy thì bạn ghi xuống điều gì nó đang cản trở bạn? Điều gì nó đang cản trở bạn? Điều gì mà nó làm cho bạn lo lắng? Điều gì mà lâu nay bạn nghĩ rằng nó đang cản trở cái con đường bạn tiến về phía trước? Điều gì? Hãy ghi nó ra. Hãy ghi từng bước, hãy ghi rõ ràng, lấy tờ giấy và cái viết và ghi rõ ràng ra. Cái điều gì nó đang cản trở bạn vậy? Ghi ra đi, các bạn ghi ra đi. Và khi bạn ghi nó ra giấy xong rồi, bạn ngồi, bạn đọc to nó lên, bạn đọc to nó lên. Và sau khi bạn đọc to nó lên rồi, bây giờ mình ví dụ ha. Bạn nói là lâu nay mà tôi muốn trở thành chủ doanh nghiệp, nhưng mà lâu nay tôi chưa làm được bởi vì tôi không có tiền. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Lý do thứ nhất là tôi không có tiền, tôi không có thứ hai là tôi không biết bắt đầu từ đâu, cái thứ ba là tôi không có kinh nghiệm, cái thứ tư là tôi không, em nghe nhiều diễn giả nói nhưng thầy lại là người em cảm thấy tin tưởng. Ok, cảm ơn em. Tôi không có mối quan hệ, tôi đang thiếu kiến thức. Bạn ghi ra hết. Ok, bạn ghi ra hết rồi xong, bạn đọc to nó lên. Rồi cái cột tiếp theo là bạn ghi nó như thế nào bạn kêu vậy cái cách nào để tôi thực hiện nó, cách nào để tôi khắc phục nó. Ví dụ lý do thứ nhất, tôi ra khởi nghiệp mà không có tiền. Vậy thì bây giờ bạn ghi cái câu ở bên là cách nào để tôi có tiền. Thì bắt đầu cái đầu bạn nó suy nghĩ ngay, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Vậy ở bơ này bạn ghi ra, vì ai là người chỉ cho tôi và giúp cho tôi cái cách bắt đầu được, thì bắt đầu cái đầu của bạn nó sẽ suy nghĩ đến những người xung quanh, ai chỉ cho bạn, và bạn sẽ đi gặp người đó và bạn hỏi các bạn nào ý rồi. Bạn nói là tôi chưa có kiến thức, thì cái câu bên là ở đâu để tôi có những cái kiến thức này, thì nó là ở trong sách, trong vở, trên các cái kênh YouTube. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Hãy ghi nó ra, hãy ghi nó rõ ràng ra, và nó luôn sẽ bắt đầu từ bạn. Bởi vì sao bởi vì chỉ có bạn mới có quyền gì có quyền làm cho bạn nó lớn lên. Nếu mà mình muốn các bạn lớn, ba mẹ các bạn muốn các bạn lớn, người thân chung quanh muốn các bạn lớn, nhưng mà các bạn không cho phép các bạn lớn thì bỏ tay. Chúng ta không thể làm được. Cái đây là cái điều chắc chắn. Cái đây là điều chắc chắn luôn. Vậy cái điều gì nó làm cho bạn lớn lắm? Bạn hãy nói một cái điều nó rất là đơn giản thôi. Cái gì nó làm cho bạn lớn lắm? Chính là bạn thôi. Và bạn biết khắc phục nó là tự nhiên bạn lớn lên lên. Ok chưa? Và cái điều gì nó khiến bạn tốt đẹp hơn? Cái điều gì nó làm cho bạn lan tỏa hơn, mạnh mẽ hơn? Và ngay ngày hôm nay bạn hãy bắt đầu làm những cái công việc này. Bạn hãy thực hiện ngay ước mơ của mình. Hãy làm đúng những gì mà nói, rồi cuộc sống của bạn nó càng ngày nó sẽ càng tốt đẹp hơn và nó càng ý nghĩa hơn. Bạn có làm chính xác như vậy của mình đi, trong 3 tháng, trong 6 tháng nữa, sáng mai bạn dậy sớm đi, bạn chạy, bạn tập thể dục đi. Và con người bạn nó đầy lửa thôi. Các bạn thấy là ở nhà mình là mình có rất là nhiều sách, và mình vẫn còn mua sách và mình vẫn còn đọc nữa. Ví dụ bây giờ mình review cho các bạn xem sách của mình ha. Đó đây là cái kệ sách của mình đó, nó mới nhỏ thôi. Các bạn thấy cái kệ sách của mình không? Mình mà các bạn mới thấy cái khúc chỗ này thôi. Sách của mình rất là nhiều. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Và chút xíu nữa live stream xong là trước khi mà mình ngồi mình học là mình đọc sách. Và bé nhà mình cũng vậy, mới nhỏ là bé Bambi nhà mình mới nhỏ, bé cũng đã siêng đọc sách rồi, bé đã cũng siêng nghiên cứu rồi, bé cũng có một cái phòng riêng.
Bởi vì cái này là cái điều ý nghĩa mà để chúng ta làm á. Vậy mình cho mình hỏi một cái là ai là người ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn? Chính các bạn thôi, bạn hãy cho phép đi. Bạn đừng có tự giới hạn của mình lại. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này. Tối mai thì mình không livestream, tối mai là tối thứ năm rồi. Mình bạn có lớp mình không livestream được. Mình sẽ cố gắng mình livestream nhiều đến các bạn nhiều hơn. Vậy thì ở đây mình muốn gửi đến các bạn một điều rằng là nếu mà ngày mai bạn nào rảnh thì hãy đến cái lớp của mình, cái lớp tối mai hoàn toàn miễn phí lúc 18 giờ tại cái trung tâm B-Training của mình. Hãy dẫn theo người thân của mình, hãy đến đó và nghe và trải nghiệm các bạn sẽ như thế nào. Các bạn sẽ cảm nghiệm điều này rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Bình Yên rất là nhiều. Bạn Bình Yên làm một việc rất là ý nghĩa, đó là giúp cho thế giới bớt rác đi. Rác nó nhiều quá. Việt Nam chúng ta là một trong 4 quốc gia mà rác thải nhựa nhiều nhất thế giới này. Một trong 4 quốc gia vừa rồi mình mới đọc cái tin đó. Và bạn nào mà mua sách thì hãy comment số điện thoại xuống, sách sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào học cái lớp và chiến lược kinh doanh ngày Tết thì hãy comment xuống và các bạn sẽ được add vào group và chúng ta sẽ cùng nhau học lớp chiến lược kinh doanh ngày Tết để chúng ta đang tăng đơn hàng cho nó nhanh lên trong cái dịp Tết này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình này. Bạn hãy chia sẻ livestream về nhà các bạn. Bye bye các bạn, và chúng ta cùng nhau gặp ở những cái livestream khác.